Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một tarot reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị. Thông qua những trò bài tarot for Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống. Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là: có ai bước đến yêu bạn trong giai đoạn nửa đầu tháng 8 này hay không? Và đây những tra bày chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3 ha. Rồi mình sẽ mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem có ai bước tới yêu bạn trong cái giai đoạn nửa đầu tháng 8 này hay không. Và đây những tra bày chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Ở đây mình thấy các bạn tụ 1 là những người đang trong cái giai đoạn bắt đầu những cái điều gì đó mới mẻ, có thể bắt đầu những cái công việc, dự án hoặc là kế hoạch gì đó của các bạn. Cuộc sống của bạn có thể đang trong cái giai đoạn đổi mới, chuyển sang cái giai đoạn tốt hơn, phát triển hơn, vui vẻ hơn. Và đồng thời thì mình thấy có thể là bạn cũng rất là chăm chỉ, nỗ lực trong thời điểm này, hy vọng rằng mọi thứ nó sẽ có sự đơm hoa kết trái với mình. Một số bạn đang trong cái quá trình muốn rời bỏ một cái tình huống không còn phù hợp nữa, có thể là rời bỏ một cái tình yêu hoặc là chuyển nhà, chuyển chỗ ở, chuyển chi nhánh, chuyển công việc vân vân. Thế các bạn dường như có một cái sự cảm thấy hơi cô đơn lặng lẽ trong thời điểm này ha. Và có nhiều bạn có thể là bạn có sự dẹp tình cảm sang một bên, tập trung hơn vào những cái lý tưởng, những cái mong muốn của mình. Các bạn là những người có thể có khả năng tập trung rất là cao và có thể biến hóa hoặc là biến ước mơ của mình trở thành sự thật. Một số bạn ở đây mình thấy bạn có khả năng dùng luật hấp dẫn rất là thành công đó. Hoặc là có thể một số bạn đang muốn thu hút sự phát triển về nghề nghiệp trước, và sau đó sẽ có sự thu hút một cái tình yêu ngọt ngào hoặc là một tình yêu lớn đến với các bạn chẳng hạn. Hiện tại thì mình thấy có thể là trong cuộc sống của bạn, bạn rất là lý trí, có thể bạn đã trải qua rất là nhiều mối tình, hoặc là bạn đã trải qua rất là nhiều những giai đoạn gọi là tổn thương hoặc là lận đận trong tình yêu, hoặc là một số bạn cũng đã độc thân khá là lâu rồi nha. Nên là mình thấy có thể là bạn là một người rất là sáng suốt, có khả năng đọc vị người khác, nhìn thấu người khác, và bạn cũng có tiêu chuẩn riêng, cho nên đôi khi có thể cũng rất là khó để có thể gặp được một cái người phù hợp theo cái mong muốn của các bạn. Rồi để mình xem coi đối với những bạn mang năng lượng nữ xem trai bà thì có ai bước đến yêu các bạn trong giai đoạn nửa đầu tháng 8 này hay không. Thì các bạn nữ xem trả bài, các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem trả bài, các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy nếu như có ha. Wow, ở đây mình thấy có nha, giai đoạn nửa đầu tháng 8 có thể một số bạn có hẹn hò. Mình thấy có thể là một người mang năng lượng nam. Wow, ở đây mình thấy các bạn nữ thể là bạn có rất là nhiều đối tượng xuất hiện ở đây, hoặc là một người nhưng mà có thể họ có nhiều cái phẩm chất, nhiều cái tài năng, hoặc là có nhiều cái tính cách khác nhau kiểu vậy. Mình thấy có thể là có hai đối tượng và những người này khá là giống nhau về mặt tư tưởng, suy nghĩ, lời ăn, tiếng nói, hoặc là biết sáng suốt, khôn ngoan. Nhưng mà mình thấy một người thì có thể lớn tuổi hơn và họ biết nhìn nhận mọi thứ một cách điềm tĩnh và biết suy xét, cân nhắc. Còn người kia thì trẻ hơn và nhanh nhẹn hơn ha, và có sự gọi là hơi có một sự bộc trực ha, hơi thẳng tính, và đôi khi khó có thể kiểm soát cũng tính cái tính tình của mình. Thì mình thấy có hai người hoặc là một người mà họ vừa có một sự biết suy nghĩ, biết cân nhắc mọi thứ, mọi việc, vừa biết hành động khi mà đã được đúng với thời điểm thời cơ, hoặc là đã có sự gọi là suy tính cẩn thận và đã đến lúc hành động thì người này sẽ hành động rất là nhanh như chớp ha, kiểu vậy. Người này mình thấy họ sẽ hành động với các bạn, họ sẽ chủ động nha,
Và ngoài ra họ muốn hẹn hò ha, họ muốn hẹn hò, họ muốn có sự những cái khoảng thời gian gần gũi với các bạn ở đây. Ở đây mình thấy có thể là người này là một người chính trực, bộc trực, và họ cũng là một người có tiền có bạc, và họ cũng là một người có kiến thức, họ cũng là một người có cái khả năng trực giác giống như bạn nha. Họ có thể có đạo, hoặc đây là một người rất là thích đọc sách nghiên cứu, cũng là một người thích dành thời gian riêng cho chính mình. Người này có thể trong cuộc sống của họ thì họ cũng có thể là đảm đương mọi thứ một mình và cũng không có thể cậy nhờ bất kỳ ai cả. Đây là một người có thể tự bay đôi bàn tay trắng làm nên cơ đồ ha, mình thấy là như vậy. Họ thích những mẫu người như bạn á, kiểu như bạn là một người nhìn rất là quyến rũ, cuốn hút, nhưng mà bạn lại toát lên cái sự thánh thiện, thuần khiết, trong sáng ha, có sự thiện lành và có sự tu tập, hoặc là bạn rất là có sức hút mạnh mẽ trong mắt người này. Bạn có thể là không làm gì hết, bạn có sự bị động ha, nhưng mà ở bạn toát lên cái khí chất vô cùng gọi là sang xịn mịn, hoặc là kiểu như là bạn có sự gọi là rất là cá tính ha. Người này thích những người cá tính như các bạn mà giỏi giang, thông minh như các bạn. Người này có thể mình thấy có khả năng là mình đồng gia sát, hoặc là nhìn rất là khỏe mạnh ha. Và ngoài ra thì có thể họ cũng hay tập thể dục, hay chạy bộ, hoặc là cái người này mình thấy chạy xe khá là nhanh, và có thể có một số trường hợp cái bụng hơi to chút. Người này với bạn có thể nhìn nó cũng rất là xứng đôi vừa lứa đó. Người này có thể hơn cao hơn các bạn một cái đầu, mình thấy là như vậy. Và ngoài ra mình thấy đối tượng này rất là thích màu xanh lá cây nha. Người này mình thấy có thể là họ rất là thích ăn rau sống, hoặc là họ rất là thích thảo mộc rồi đó. Hoặc là cái người này họ thích ăn táo. Có thể người này tuổi rắn ha. Ở đây mình thấy cũng nhiều tuổi rắn hoặc là tuổi ngọ. Và ngoài ra có thể người này họ sinh vào mùa đông, hoặc là có thể người này họ rất là thích mùa đông chẳng hạn, hoặc là họ thích họ ở một cái nơi nào đó khá là lạnh. Hoặc là cái người này như mình nói, họ ở bề ngoài nhìn rất là lạnh lùng ha, nhìn rất là khô khan. Ngoài ra người này có thể họ cũng rất là thích những cái câu chuyện thần tiên, mặc dù vậy ha, hoặc là có thể người này mình thấy có thể họ cảm thấy bạn xinh đẹp như một nàng tiên chẳng hạn. Hoặc là họ cũng có niềm tin, đức tin mạnh mẽ và ơn trên và thần thánh. Nó là như vậy. Và người này cũng hay có nhiều cái giấc mơ. Có thể có những cái giấc mơ về các bạn chẳng hạn. Ở đây mình thấy dường như có rất là nhiều bạn độc thân thì có tình yêu mới mẻ. Nói chung đây là một người họ cho bạn một cái tình yêu nhìn rất là mới mẻ, chân thành. Và họ có thể yêu bạn có rất là nhiều, và cái người này có cái khuynh hướng nhớ các bạn, bạn tạo nên một cái dấu ấn đặc biệt trong lòng họ nha. Ở đây mình thấy dường như là dù cho có người đẹp kế bên thì họ vẫn ngưng nhớ về các bạn, họ có sự gọi là không có quan tâm đến những người khác mà họ chỉ nghĩ đến các bạn thôi. Bởi vì có thể bạn khiến cho người này cảm thấy rất là nhiều sự rung động, nhiều cảm xúc, họ cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hài hòa, cảm thấy cân bằng khi được ở gần các bạn. Ngoài ra có thể người này họ còn muốn bạn là vợ của họ nữa. Đây mình thấy có thể là họ rất là muốn trở thành vợ chồng, hoặc là có con có cái với bạn nữa ha, mình thấy là như vậy. Người này có khả năng là họ rất là muốn xây dựng gia đình, hoặc là họ rất là muốn hợp nhất với các bạn. Có thể trong lòng họ bạn là cái thế giới của họ, giống như họ đã tìm ra được một cái người xứng đáng tìm được nhà của mình rồi á. Có một số bạn ở đây có thể quen người nước ngoài, hoặc các bạn sống hai quốc gia khác nhau ha. Người này mình thấy có thể là họ có sự cảm thấy bạn có nét gì đó giống mẹ của họ, hoặc là cái người này họ thấy bạn là một người đẹp tự nhiên nha, và có khả năng gọi là biết quan tâm người khác, chân thành và ấm áp, cũng như là một người biết suy nghĩ, cũng như là cho họ cái cảm giác rất là yên bình, nhẹ nhàng. Cái cảm xúc của họ dành cho bạn rất là nhiều, rất là đông đầy. Mình thấy có thể là đối tượng này có thể có bọng mắt đó, có thể hay thức khuya, hoặc là mũi cao, môi thì có thể môi trên mỏng hơn môi dưới. Mũi cao, mũi dày, chóp mũi thịt nha. Ngoài ra người này có thể họ cũng trải nghiệm nhiều điều trong cuộc sống rồi, cho nên mình thấy cái đôi mắt của người này nhìn rất là thấu hiểu sự đời đó.
Ở đây mình thấy có thể là người này thích ăn cá, hoặc là họ thích ở biển, họ thích những nơi yên bình, họ thích ở ngoài cây xanh bóng mát, họ thích môi trường, hoặc là có thể người này cũng rất là thích hoa sen rồi đó. Rồi để mình xem coi đối với những bạn nam sang trả bài thì người sẽ bước vào cái tình yêu với bạn trong cái giai đoạn nửa đầu tháng 8 là ai ha? Đây mình thấy người này họ rất là tích cực, họ rất là lạc quan và họ rất là yêu đời. Và có thể người này họ rất là thích con nít luôn. Đây mình thấy có thể người này xuất thân từ một gia đình khá là hạnh phúc, hoặc là họ đang khát khao mơ ước tìm cho mình một cái gia đình hạnh phúc mà họ hằng gọi là cầu nguyện. Người này có thể họ cũng là một người sống rất là nhiều cảm xúc trọn vẹn. Họ có thể có kết nối gắn bó với thân những người thân thích gia đình của họ, hoặc là cái người này mình thấy có thể là họ cũng dường như đối với người ngoài thì họ có vẻ lạnh lùng khô khan, nhưng mà đối với những người thân trong gia đình họ rất là ngọt ngào, rất là vui vẻ, rất là thuận hòa, rất là gắn bó. Và người này họ thích ở một mình, họ không có thích giao du quá nhiều người, hoặc là họ có sự hòa đồng thân thiện với đám đông, nhưng mà họ lại có một cái khoảng cách gì đó với mọi người á. Người này thường thì thích đọc sách, thích dành thời gian nghiên cứu những lĩnh vực mà mình theo đuổi. Và ngoài ra thì họ là một người cũng hay có những cái hành trình riêng, thích khám phá, nghiên cứu những gì mà mình yêu thích. Là một người dẫn đường cho người khác, một người có kinh nghiệm, có cái sự khôn ngoan hoặc là có nhiều kiến thức. Và đồng thời họ rất là khiêm tốn và khiêm nhường, họ không có thích phô trương ha. Người này có khuôn mặt rất là sáng ha, hoặc là có thể người này người ta thường nghĩ họ là ông cụ non, bà cụ non kiểu vậy. Bà cụ non ha, kiểu vậy. Hoặc là ở đây mình thấy bạn gặp cái người này, bạn thấy là cái người này rất là đặc biệt, giống như một cái ngọn đèn sáng vậy đó, hoặc như ánh mặt trời vậy đó. Và ngoài ra thì có thể đây là một người họ có rất là nhiều việc phải làm, họ mang rất là nhiều những trọng trách, những áp lực trong cuộc sống ha, hoặc họ có khả năng là hay giúp đỡ gia đình cha mẹ đó. Người này họ làm họ cực nhưng mà họ biết mục tiêu của họ là gì và họ luôn phấn đấu ha, họ biết mình cần gì, muốn gì. Họ có sự gọi là cuồng công việc. Và ngoài ra ở đây thì mình thấy người này rất là thích giúp đỡ người khác, thích làm từ thiện. Làm từ thiện bất kỳ những cái lĩnh vực nào, kiểu như là qua lời ăn tiếng nói, hoặc là cái cách cư xử, hoặc là tiền bạc trong tài chính của họ. Họ rất là thích giúp trẻ em luôn. Người này họ cũng là một người rất là kính trọng những bậc tiền bối nữa. Họ thích học hỏi ở những người lớn tuổi. Hoặc là họ thích chơi đùa với trẻ em, với con cháu của mình. Có thể có một số trường hợp là cái người này họ đã ly dị, hoặc là họ đã có con riêng, vân vân. Ngoài ra thì mình thấy có thể là bạn là người bước đến yêu họ chứ không phải họ là người chủ động đâu. Mình thấy bạn sẽ là cái người tìm ra họ đó. Và có khả năng là bạn có sự cố gắng rất là nhiều để có được cái tình cảm của người này nha. Người này là một người tinh tường ha, họ với bạn khá là giống nhau. Kiểu về mặt tính cách đều là những người trung thực, rõ ràng, ngay thẳng. Và có sự gọi là chân thành, lý trí, khôn ngoan và có sự tỉnh táo, sáng suốt, biết phân tích. Và trong tình yêu thường cũng có một cái sự gọi là tỉnh táo chứ không phải là kiểu yêu rồi lụy hay gì đó. Người này họ rất là tỉnh, họ rất là biết phân tích và họ có khả năng là hơi đa nghi nữa. Đây là một người họ có khả năng cũng có sở thích niềm vui về ăn uống. Và ngoài ra thì mình thấy có thể là họ là một người biết tiến đến để đạt được giấc mơ, ước mơ của mình nha. Người này mình thấy có thể là họ tuổi ngọ ha, hoặc là họ rất là thích kỳ lân, unicorn đó. Và có thể người này họ cũng rất là thích những cái tên nickname như là Selena, hoặc là họ thích ca sĩ Selena Gomez chẳng hạn ha, hoặc là có khả năng là người này mình thấy họ rất là thích đá tinh thể, đá quý. Người này có thể họ tắm kỹ lắm ha, họ rất là kỹ càng, kỹ lưỡng, rất là ưa vệ sinh, không có thích sự bừa bộn. Và ngoài ra người này có thể sinh vào mùa thu, hoặc họ thích rất là thích mùa thu ha. Hoặc là ở đây thì mình thấy có khả năng là cái người này
Họ có một cái kỷ niệm đặc biệt gì đó vào mùa thu á. Người này mình thấy khi mà họ tiếp xúc với bạn thì cái ấn tượng đầu tiên của họ dành cho bạn là họ cảm thấy bạn rất là đẹp trai, ha, khôi ngô tuấn tú, thông minh nhạy bén, giỏi ăn nói, khôn khéo và có khả năng hát hay hoặc là giọng nói hay, có khả năng lãnh đạo. Bạn có khả năng là cũng rất là sáng trong mắt của người này. Và ngoài ra có thể là bạn cũng là một người hay chủ động với họ đó. Cho nên là có thể họ có sự đánh giá cao về các bạn ở cái phút ban đầu. Và tình cảm người này dành cho bạn là một cái tình yêu mà họ rất là mong muốn tiến đến. Họ giống như họ chấm các bạn rồi. Có thể người này có nhiều người đến nha, chứ không phải riêng mình bạn. Nhưng mà có thể họ chấm các bạn là người có khả năng, có tiềm năng tiến đến kết hôn, hôn nhân rồi sinh con đẻ cái với nhau. Có thể họ cảm thấy bạn với họ có sự đồng điệu, hoặc là bạn biết chủ động với họ, bạn biết nói những lời hay ý đẹp, hoặc là bạn biết hướng về gia đình, hoặc là bạn cũng đang tìm kiếm một người có thể kết hôn. Cho nên là cái người này mình thấy dường như là họ cảm thấy hai người có sự đồng điệu ngay lúc đầu ha. Nhưng mà mình thấy thì có thể người này họ cũng có một cái sự kìm hãm sức cái tính kệ tình cảm, họ cũng từ từ, họ cũng có sự phòng thủ và quan sát xem như thế nào. À, và xem là bạn có chủ động được bao lâu ha, xem bạn có đủ kiên nhẫn kiên trì hay không nha. Và họ cần một cái người gọi là có sự nghiệp ổn định, hoặc là có khả năng đưa ra quyết định, là một người cha người chồng tốt ha. À, bên cạnh đó thể là khi mà quen rồi cái người này có thể tiến xa hơn thì họ sẽ nói với gia đình về các bạn. Và họ thích một người nói được làm được ha. À, một người biết quán xuyến, biết quản lý mọi thứ. Ở đây mình thấy có một số bạn yêu nhau, dường như hai người rất là muốn tiến đến hôn nhân với nhau ha. Và trong giai đoạn một số bạn có thể là nửa đầu tháng 8 này các bạn tiến đến hôn nhân chẳng hạn. Thấy có khoảng 10% một số bạn như vậy. Hoặc là bạn nào đang có nhiều bạn ở đây đang có gia đình rồi thì cái người phối ngẫu của bạn chính là cái người yêu đương với bạn trong cái tháng 8 này thôi, nửa đầu tháng 8 này thôi. Người này có cái người mang năng lượng nữ này, người này có cái khuynh hướng kiểu như là xem xét chứ chưa vội vàng trao tình yêu, nhưng mà đối với họ thì nhìn chung bao quát thì họ nghĩ bạn là một cái đối tượng khá là hợp lý để có thể tiến xa hơn. Và ở đây mình thấy còn có tuổi Tuất nữa đó. Một trong hai bạn rất là thích trồng vườn ha, hoặc là có một cái khu vườn rất là đẹp, có hoa lá cây cành, rất là thích hoa hồng, rất là thích bướm bướm nào đó. Và các bạn khi mà đã yêu thì các bạn sẽ kiên nhẫn và kiên trì và giống như là trồng cây, trồng vườn ha, luôn cố gắng để có thể nó có sự đơm hoa kết trái. Và mình thấy có thể cái người nữ trong đây rất là trưởng thành, có thể hay làm việc, hoặc là một người có khả năng viết văn, viết sách, viết lách điều đó rất là giỏi. Nói chung là có một cái sự linh hoạt trong ngôn từ, loan tiếng nói, khôn ngoan và cẩn thận, hoặc là rất là thích đọc sách, hoặc là hay vô thư viện. À, hoặc là cũng hay được ơn trên hỗ trợ để có thể hoàn thành tốt công việc của mình. Ở đây thì mình thấy có thể là hai người đều rất là thích ở những cái nơi đến đi du lịch, ở những cái nơi có cảnh quan đẹp đẽ giống như là những cái thác nước đâu đó nha. Hoặc là khi hai người gặp nhau cảm thấy tràn trề hy vọng, cảm thấy lạc quan, cảm thấy vui vẻ, cảm thấy có sự gọi là một cái tương lai tươi sáng đang mở ra. Và mình thấy có thể là một số bạn sẽ dating ha, sẽ có một cái sự gọi là hẹn hò với nhau. Và đặc biệt các bạn nam ở đây mình nói rồi, bạn ấy rất là ga lăng và rất là quan tâm nhiều đến các bạn nữ này luôn. Và có thể một trong hai bạn những người là những người có một cái sự gọi là sống có mục tiêu ha, là một người có một cái trái tim rộng mở muốn đem đến niềm vui ánh sáng cho mọi người, hoặc là lan tỏa tình yêu thương đến mọi người, vân vân. Đặc biệt là các bạn nữ đó. Đây mình thấy có thể là bạn nam ở đây có khả năng là hay làm việc nhà, hoặc là hay sửa chữa đồ đạc rồi đó. Rất là mạnh mẽ ha, có sức, có sắc vóc, có sức vóc. Ở đây thì có thể mối quan hệ này tiến hành nó hơi chậm, hoặc là có thể trước khi các bạn gặp nhau các bạn có sẽ có khả năng là thấy rùa, thấy bươm bướm khá là nhiều chẳng hạn. Hoặc là mối quan hệ này còn phải chậm mà chắc kiểu vậy, chứ đừng có vội vàng nha. Ở đây thì có thể là hai người rất là thích ngắm cảnh, hoặc là có sự quan sát nhau rất là nhiều.
và một trong hai bạn hoặc cả hai cảm thấy may mắn khi gặp được nhau ha, hoặc là các bạn có thể cũng may mắn trong cuộc sống. Một số bạn có thể là rất là mong muốn được tiến đến hôn nhân với người phù hợp, hoặc có thể một số bạn như mình nói đã chia tay, đã ly dị, và ở đây mình thấy như mình nói bướm ở đây rất là nhiều. Hoặc là có khả năng là cái đời sống tình cảm của bạn nó có một sự gọi là phát triển, có sự thăng hoa hơn, hoặc là bạn đang bước vào một cái giai đoạn biến đổi mới trong cuộc sống của các bạn á. Các bạn không còn ở trong cái kén nữa, mà mình thấy có thể là bạn sẽ rất là thu hút trong lòng người khác, đặc biệt các bạn nữ đây. Ở đây thì mình thấy các bạn rất là thích nghe tiếng ve, hoặc là có thể một số bạn các bạn sinh vào mùa hè. Mình thấy là như vậy. Rồi để mình xem cung hoàng đạo nổi bật cho các bạn, hay là của bạn hoặc của người đó ha. Song tử, bọ cạp, bảo bình, bạch dương, thiên bình, nhân mã, chữ cái trong tên, chữ y ngắn, chữ g, chữ y dài, chữ r, chữ z, b phở, o, f, q, s, u, m, j, a. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký một chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 để xem coi có ai bước đến yêu bạn trong cái giai đoạn nửa đầu tháng 8 hay không. Và đây những trả bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 hiện tại các bạn đang trong cái giai đoạn gọi là có những cái sự mệt mỏi, sự đấu tranh, sự căng thẳng về vấn đề pháp lý, hoặc là có thể có nhiều cái sự gọi là nhiều người hiểu lầm về các bạn ha, quay lại ăn tiếng nói các bạn chẳng hạn ha. Hoặc là ở đây thì mình thấy có thể là bạn là một người sống rất là ngay thẳng, chính trực và có sự khôn ngoan, sáng suốt, và hiện tại có thể là bạn đang xoay sở về tiền bạc khá là nhiều, là bạn đang cố gắng giữ vững từng bạc tài chính của mình, hoặc là bạn có thể là đang rất là tiết kiệm, không có dám tiêu xài phung phí. Thời điểm này dường như là bạn có rất là nhiều những nỗi buồn phiền ha. Các bạn cảm thấy như cuộc sống không có công bằng với các bạn, hoặc là có thể bạn đang cảm thấy rất là cô đơn, cảm thấy thiếu thốn. Có nhiều điều bạn cảm thấy có một sự gọi là chao đảo, có thể bạn bị thiếu thốn tình cảm, bạn thiếu thốn tiền bạc, bạn thiếu thốn cơ hội, nói chung là bạn cảm thấy mình có một cái sự lẻ loi và cảm thấy vô cùng có rất là nhiều những cảm xúc mà bị mắc kẹt, bị mất phương hướng ha, giống như bị trói vào một cái tình huống hoặc là một cái không gian nào đó mà gọi là nó rất là nhiều những cái sự đen tối với mình, bạn chưa thể thoát được. Bạn rất là hy vọng rằng những cái khó khăn, những cái tồn đọng hiện tại nó sẽ được giải quyết. Hoặc là dạo gần đây các bạn rất là nóng tính, hoặc là bạn hơi có những cái sự nghi ngờ, lo lắng, cho nên các bạn nên biết kiểm soát tinh thần của mình ha, lời nói của mình, để tránh có những cái sự va chạm, sự xung đột. Thấy là như vậy. Và các bạn cũng rất là bận rộn nữa. Có thể là do các bạn lo vấn đề cơm áo gạo tiền cho nên rất là bận rộn trong thời điểm này. Hoặc là các bạn là những người yêu ai cũng không có thành công, yêu luôn có sự tranh cãi hoặc có sự bất bình đẳng, rồi cuối cùng lại chia tay ha. Hoặc là có thể là bạn chưa gặp được cái người phù hợp, cho nên bạn cũng cảm thấy mình hơi không có được như người khác, hơi tủi thân một chút. Và bạn cũng có những cái tiêu chuẩn riêng, mình thấy dường như bạn có một sự gọi là khép chặt tim mình, hoặc là bạn có thể có một cái sự kiểu có nhiều người đến nhưng mà bạn có cái lập trường riêng, có tiêu chuẩn riêng, cho nên là bạn thấy chưa ai phù hợp thì bạn sẽ không có sự mở cửa, không có sự tiếp nhận họ ha, kiểu vậy. Hoặc là một số bạn đang phân vân giữa những cái quyết định, những cái lựa chọn gì đó mà không biết là tương lai nó sẽ như thế nào, kiểu vậy. Số bạn ở đây bạn không nghỉ ngơi hợp lý, bạn căng thẳng quá nhiều bạn sẽ bị bệnh đó, cho nên nghỉ ngơi, hoặc là một số bạn đang bị bệnh đó cho nên muốn dành thời gian cho chính mình hơn nha. Rồi để mình xem coi đối với những bạn mang năng lượng nữ xem tra bài thì có ai đến yêu bạn trong cái giai đoạn nửa đầu tháng 8 này hay không.
Thì các bạn nữ xem trả bài, các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem trả bài, các bạn có thể xem tham khảo qua lại, các bạn nam cũng vậy ha. Có ai đến yêu bạn trong cái giai đoạn nửa đầu tháng 8 này hay không? Wow, có đó. Có, nhưng mà các bạn có quyết tâm quyết định chọn họ hay không là quyền của các bạn nha. Ở đây mình thấy dường như là có, nhưng mà dường như có một số bạn, khá là nhiều bạn ở đây, bạn bạn không có cho phép họ bước vào, bạn còn xây hàng rào, hoặc là bạn kiểu như chưa đúng cái tiêu chuẩn của bạn, cho nên bạn cũng chưa muốn để cho lắm. Có thể các bạn có sự chọn lựa yêu thương bản thân mình nha. À, ở đây thì mình thấy có khả năng là có một số bạn là như vậy, chọn lựa yêu thương bản thân mình trước, khả năng là do vấn đề tài chính hoặc là mọi thứ bạn cảm thấy chưa có đủ đầy, hoặc là chưa có cân bằng an toàn, cho nên các bạn sẽ không tập trung vào tình yêu. Mặc dù thì có thể có những người rất là thích các bạn, nhưng mà mình thấy các bạn cứ là ơ hờ với họ hoặc là lạnh lùng với họ, và có khả năng là không có đúng gu của bạn chẳng hạn nha. À, khoảng 20% một số bạn như vậy. Và mình thấy một số bạn ở đây cũng có người yêu, có tình yêu, một cái tình yêu gì đó đổi mới hoặc là mới mẻ trong cái giai đoạn nửa đầu tháng 8 này. Và có thể cái người này không là một người thích đọc sách nghiên cứu, họ cũng là một người sống âm thầm lặng lẽ, hay là một người có thể rất là dững dàng, mạnh mẽ và kiên cường, có khả năng vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống của mình. Người này có thể học cao hơn các bạn ha, và có thể người này hay bị cái vấn đề như là nhức đầu á. Có thể là do suy nghĩ nhiều quá, hoặc là cuộc sống người này có quá nhiều những cái vấn đề khó khăn họ còn phải giải quyết, hoặc là họ làm việc liên quan đến đầu óc trí não. Ở đây thì mình thấy có thể là hai bạn có thể là cái độ tuổi cũng không có quá chênh nhau cho lắm, có thể cũng đôi khi bằng hoặc là hơn vài tuổi thôi. Và người này mình thấy có thể đang là họ cũng đã từng, hoặc là họ trải qua cái giai đoạn rất là khó khăn về tài chính. Người này rất là tiết kiệm, hoặc là ở đây thì có thể cái đối tượng này cũng có những vấn đề về sức khỏe, hoặc họ ở một cái nơi nào đó cũng khá là lạnh, hoặc cái người này có thể họ cũng cô đơn ha, cũng lạc lõng giống như bạn, và họ cũng cần một cái tình yêu ngọt ngào đến với mình. Người này có thể cũng đã từng thất bại trong tình cảm, cũng từng bị người yêu bỏ rơi, thấy là như vậy. Người này thì nói chung là họ nhìn khuôn mặt rất là lạnh lùng ha, không có dễ gần, nhưng mà có thể người này khi mà tiếp xúc gần thì biết họ rất là lãng mạn, họ rất là nhiều cảm xúc dâng trào ở đây. Và trong cuộc sống của họ thì có thể tình yêu nó chiếm vị trí cũng rất là quan trọng đó. Người này ta thích sự tự do, họ thích thoải mái, họ không có thích những cái vấn đề khiến họ cảm thấy ồn ào, cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy nhức đầu. Người này thường có cái khuynh hướng sẽ có sự xây hàng rào bảo vệ bản thân nếu như ai đó nói quá nhiều, hoặc là có những cái tình huống gì đó khiến cho cái người này họ khó chịu, họ căng thẳng, thì họ sẽ xây hàng rào, họ im lặng để họ đã bảo vệ chính mình. Người này rất là thích hôn người yêu ha. Nói chung là khi ở gần người yêu họ tràn trề cảm xúc lãng mạn, đắm đuối, ân cần. Và có thể họ thích ở bạn là một người cá tính, là một người biết mình muốn gì, cần gì, là một người rất là thông minh và có kiến thức, và có sự gọi là tin tưởng, có đức tin mạnh mẽ, hoặc là nhìn rất là thuần khiết và thánh thiện. Ở đây có một số bạn, người này họ có sự tương tư các bạn, hoặc là bạn với họ ở xa nhau, hoặc là cái đối tượng có những người họ thích bạn, yêu đơn phương bạn, nhưng mà có thể bị bạn từ chối, nhưng mà người ta cũng có một sự rất là muốn được bước vào. Và bạn có cho phép hay không là quyền của các bạn. Thấy là như vậy. Thấy bạn không hề ế, mà tại vì bạn tìm người tử tế để yêu ha, kiểu vậy. Bạn rất là có giá đó. Ở đây mình thấy có khả năng người này họ thích mộc vàng. Ngoài ra có thể họ cũng là một người có cái sự sở thích về ăn uống ha. Người này có thể biết nhảy, biết khiêu vũ, hoặc cũng hay tập thể dục. Người này họ cũng thích màu xanh lá cây. Và ngoài ra thì có thể người này mình thấy khuôn mặt họ tròn, hoặc là kiểu người này họ rất là thích ngắm trăng.
Người này có thể họ cũng có nhiều những cái khả năng đặc biệt về nghệ thuật sáng tạo, hoặc có trực giác cao, hoặc là có nhiều những cái ám ảnh, hoặc là có sự sống nội tâm, có nhiều cái sự lo sợ nữa. Người này có thể họ cũng rất là thích ăn táo rồi đó. Hoặc là có thể họ cũng có tính tình của họ cũng bất khuất, cũng rất là gay góc. Mà có thể họ thích hoa violet ha. Ngoài ra có thể người này họ cũng có khả năng là họ cũng là một người có kiến thức ở trong lĩnh vực giáo dục, hoặc là có thể cái người này có khả năng là họ đang học hỏi một cái gì đó mới. Hoặc họ cũng có học vấn rồi đó, hoặc có khả năng là một người có thể chia sẻ, hướng dẫn, hỗ trợ người khác về mặt kiến thức và về những cái kinh nghiệm, vân vân. Ở đây mình thấy có một số bạn nữ đó, cẩn thận quen phải những người họ đã có người yêu và họ muốn bắt cá nhiều tay ha. Cho nên là mình nên tìm hiểu kỹ trước khi mình bước vào tình yêu với một ai đó. Đây mình thấy có thể là cái người này có một số bạn như mình nói có thể là bạn đã từ chối những cái người mà bạn không có cảm xúc, nhưng mà có nhiều người có thể có sự muốn kết nối tình cảm hoặc muốn đầu tư tình yêu, nhưng mà mình thấy dường như như mình nói khoảng 20% ở đây một số bạn nữ các bạn sẽ tập trung vào sự nghiệp tài chính của mình, tập trung vào xây dựng tương lai của mình. Bạn có sự từ chối những người không phù hợp với bạn, kiểu vậy, bạn có sự quay lưng ngoảnh mặt nha. Và ở đây thì những bạn nào mà gọi là có đối tượng xuất hiện, có khả năng là cái người này họ rất là muốn đầu tư lâu dài với bạn. Họ đã từng tổn thương và họ thấy bạn là một người, có thể hai người là những người mới mẻ với nhau, và họ cảm thấy bạn là một người rất là đáng tin cậy ha, một người có khả năng độc lập trong cuộc sống, là một người mà họ nghĩ có khả năng đi lâu dài, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, vừa quyến rũ, vừa có kiến thức, vừa có một cái sự gọi là biết chăm lo gia đình. Cho nên mình thấy có thể cái người này họ họ có thể là cũng sợ bị tổn thương, kiểu như bạn không có chấp nhận họ thì có thể là họ cũng sợ bị tổn thương, nhưng mà có thể người này họ cũng sẽ cho bản thân của mình cơ hội để có thể kết nối và theo đuổi để coi coi bạn có đồng ý hay không. Ở đây thì mình thấy có một số bạn là các bạn, nếu mà các bạn đã có đối tượng, các bạn đang yêu nhau thì trong cái giai đoạn nửa đầu tháng 8 này nên cẩn thận. Cẩn thận để tránh tranh cãi, hiểu lầm hoặc là mâu thuẫn gì đó với nhau rồi chia tay nha. Nhưng mà sau đó có thể các bạn cũng sẽ cho nhau một cơ hội nếu như còn yêu. Mình thấy là như vậy. Ở đây mình thấy cái người mang năng lượng nam này có thể là họ yêu các bạn, có rất là nhiều cảm xúc cho các bạn, và họ cũng sẽ rất là đau khổ nếu như họ mất đi các bạn. Dường như họ có một cái sự rất là muốn gọi là trao giá trị, hoặc là có thể họ có tiền là họ sẽ muốn đầu tư rất là nhiều cho bạn. Và nhiều bạn ở đây mình thấy ở xa. Người này có thể là có một số trường hợp họ có thể làm cũng không có nhiều tiền, nhưng mà họ là một người thích chiều chuộng người yêu. Còn ở đây một số bạn nữ đây thì có thể là bạn quyết định hay không là tùy ở các bạn nữ, tại vì mình thấy một số bạn nữ các bạn có cái tiêu chuẩn cao ha, các bạn cần một cái người có sự nghiệp ổn định, một người có khả năng an toàn, có sự vững chắc để bạn có thể nương tựa, hoặc là bạn có thể gọi là kiểu có thể song hành người cùng tần số. Và có nhiều người không có đạt được tiêu chuẩn, cho nên mình thấy có một số bạn sẽ ơ hờ, bạn không quan tâm nha. Hoặc là nếu như các bạn có sự kết nối tình cảm thì các bạn nên tìm hiểu kỹ lưỡng cái đối tượng này có đúng như bạn mong đợi hay không, để tránh gọi là vội vã yêu rồi đâm ra thấy không hợp nhau, sau đó là có sự chia tay, có thể mối quan hệ này
nó có vấn đề liên quan đến tài chính, sự nghiệp nha. Ở đây bạn thấy cái bạn nữ nào á, lúc đầu bạn cảm thấy cái người này không hợp theo không đúng tiêu chuẩn của mình thì tốt nhất là bạn quyết đoán luôn ha, các bạn từ chối luôn để tránh gọi là cái kiểu nhùng nhằng rồi mình quen để mình cảm thấy cô đơn quá, mình quan đại nói chuyện cho vui nhưng mà cuối cùng là bị dây dưa trong mối quan hệ, và cái người này họ là một người rất là si tình, cho nên là khi mà bạn cảm thấy không hợp, bạn có thấy người này họ rất là đau khổ á. Cho nên là các bạn nếu như bạn cảm thấy lúc đầu không đúng với ý của mình thì tốt nhất là đừng cho cơ hội thì sẽ tốt hơn cho hai người để tránh người này họ bị tổn thương. Mình thấy các bạn nữ ở đây rất là mạnh mẽ, đã trải nghiệm nhiều, đã tổn thương nhiều rồi cho nên là rất là quyết đoán và dứt khoát ha. Ở đây mình thấy có thể có tuổi Mùi. Có tuổi Mùi, tuổi Tuất ha, mình thấy là như vậy. À, có một số bạn nữ đây bạn không có quan tâm đến tình yêu, bạn quan tâm đến công việc sự nghiệp thì có thể tiền bạc của bạn nó có sự gọi là tốt hơn, hoặc là bạn có thể mở rộng những cơ hội để gia tăng tài chính của mình đó. Rồi để mình xem đối với những bạn nam xem cho bài có ai bước vào yêu bạn vào giai đoạn nửa đầu tháng 8 này hay không. Người này mình thấy cái có khả năng một số bạn nam ở đây là mình thấy có thể là các bạn cũng là một người trong cái nửa đầu tháng 8 này. Một số bạn vẫn còn đơn côi ha, vẫn còn chưa có người yêu, hoặc là chưa muốn ha, hoặc là chưa tìm thấy. Có, cũng có đối tượng đó. Có thể người này họ trẻ hơn các bạn nha, người này khá là xinh đẹp và họ được rất là nhiều người săn đuổi á, và đây cũng là một người có giọng nói rất là hay, hoặc là một cái giọng hát hay, hoặc đây là một người có thể họ đã trưởng thành từ những cái tổn thương trong quá khứ, người này có thể họ đã từng rơi vào những cái mối quan hệ mập mờ, hoặc họ đã từng có hai mối tình, và khi họ trải qua hai mối tình đó thì họ trưởng thành hơn, họ sáng suốt hơn và họ tỉnh táo hơn. Người này rất là thu hút và gợi cảm, họ rất là biết cách làm đẹp cho bản thân hoặc biết giữ dáng à, và nhưng mà họ hơi nóng tính. Nói chung là người này rất là cuốn hút và đầy ngọn lửa nhiệt tình nha, nhiệt huyết. Ở đây người này họ thích một cái người chung thủy và có sự tình cảm, biết quan tâm yêu thương, biết chân thành với người yêu à, có sự cân bằng và có sự gọi là được người yêu chiều chuộng. Đối tượng này thì mình thấy có thể họ cũng là một người sống nội tâm, họ không có thích thể hiện mọi thứ ra bên ngoài, không có thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhìn họ rất nhìn khuôn mặt của họ nhìn rất là kiểu nghiêm trang nghiêm nghị. Và ngoài ra có thể họ cũng hay thức khuya, hoặc có khả năng người này họ cũng bị ám ảnh bởi những người xưa cũ của họ, nói là như vậy. Người này có thể có nhuộm tóc. Người này hơi đa nghi nữa, hơi đa nghi hoặc là hơi có một cái sự đánh giá, phán xét một chút. Nói chung là như vậy. Họ đôi khi người này họ nghĩ rằng họ họ đẹp, họ có quyền, hoặc là họ luôn cố gắng trong cuộc sống để có được có một vị thế thành công, thì họ có quyền để lựa chọn cho mình một cái đối tượng phù hợp với năng lượng của họ. Họ không thể nào gọi là quá dễ dàng, dễ dãi như quá khứ nữa, kiểu vậy. Người này rất là thích nghe nhạc ha. Hoặc là người này có tác động rất là lớn đối với một cộng đồng, có tầm ảnh hưởng với mọi người qua cái cách ăn nói, ứng xử, giao tiếp của họ. Hai bạn có thể là hay gọi điện, nhắn tin cho nhau ha, và có thể trong mắt người này bạn rất là cuốn hút, bạn đẹp trai ha trong mắt của họ đó. Người này họ thích những mẫu người đẹp trai mà vừa thông minh, tình cảm rồi có một cái sự chung thủy ha. Có cái yêu cầu hơi cao. Đây là một người có thể xinh như nàng tiên, hoặc là họ cũng là một người có sự đức tin về ơn trên, có đức tin, có sự tin tưởng vào tiên cảnh,
Và cái người này có thể họ cũng được ơn trời ông bà tổ tiên yêu thương rất là nhiều, chiếu cố. Người này rất là thích màu tím. Ngoài ra mình thấy có thể là người này cũng rất là thích đá mặt trăng đó, họ rất là thích đá tinh thể đâu đó, hoặc là thích đá quý ha. Ở đây mình thấy người này là một người họ có khả năng dự đoán được tương lai á, tiên đoán được những điều sẽ đến. Và có thể người này rất là thích mặt trăng, thích ngắm trăng, hoặc là có thể khuôn mặt của họ hơi tròn, hoặc họ sinh vào đêm trăng rằm chẳng hạn. Ngoài ra mình thấy người này hay có nhiều nỗi sợ khi mà trăng thời kỳ chu kỳ mặt trăng đến á, hay có những nghi ngờ, lo sợ, hoặc là khó có thể tin tưởng người khác. Người này hay có nhiều giấc mơ, hoặc là họ có thể hay có nhiều cái mơ ước. Và người này rất cũng thích đeo bạc ha, hoặc là thích cái màu nó hơi bạc lóng lánh, ánh kim, vân vân. Ở đây người này họ bạn là người bước vào cuộc sống của họ, có thể một số bạn là bạn bè, đồng nghiệp, hoặc là hợp tác gì đó với nhau. Thì trong mối quan hệ này mình thấy có thể là họ có một cái sự đánh giá cao về các bạn là một người có kiến thức, có kỹ năng trong công việc bạn, những khả năng của bạn có thể là làm ra tiền chẳng hạn. Người này rất là thực tế nha, họ cần một cái người có nền tài chính vững chắc, một người biết lo làm việc, biết siêng năng, và biết hành động chủ động và biết kỷ luật bản thân cũng như biết mục tiêu của mình, cuộc sống của mình. Người này thì nói chung là mình thấy họ đánh giá bạn là một người giỏi, và có thể bạn cũng là một người nhìn rất là quyến rũ, có sức hút, và có thể bạn chủ động cho nên họ cũng rất là thích cái điều này. Và ngoài ra ở đây thì mình thấy có thể là họ cho bạn một cái tình yêu theo kiểu gọi là bạn bè trước rồi mới tiến đến tình cảm, nhưng mà có khả năng người này họ đánh giá khi mà ở gần nhau họ cảm thấy rất là an toàn, vui vẻ, họ cảm thấy cái tình yêu này họ cho bạn cái tình yêu vô điều kiện á, kiểu như họ không có đòi hỏi gì ở các bạn, chỉ là họ cần bạn luôn phải phát triển, luôn phải phấn đấu, luôn phải có một cái sự nghiệp tươi tốt, thành công ha, họ mong ước được như vậy. Thì họ cảm thấy mối quan hệ này mới hoàn thành, mới trọn vẹn. Và có thể người này cũng đánh giá cao và xem bạn như là thế giới của họ. Nói chung là khi quen bạn thì họ sẽ không có quen ai hết ngoài bạn cả, chỉ nghĩ đến bạn thôi và luôn mong cầu những điều tốt đẹp cho các bạn. Và đôi khi họ nghĩ bạn xuất hiện có khả năng là tổ tiên mang đến, hoặc là ở đây mình thấy họ cảm thấy bạn rất là quen thuộc, rất là gần gũi, kiểu như là đã quen ở đâu, đã nhìn thấy ở đâu rồi, hoặc là nhìn giống một cái người nào đó mà họ biết. Ở đây mình thấy có thể là có một số bạn là người yêu đang quen nhau ha, thì có thể người này họ cũng muốn sinh con đẻ cái với bạn, muốn có một tương lai tươi sáng. Nhưng mà tình yêu này có thành hay không là do các bạn nam phải chủ động, phải cố gắng, phải nỗ lực, phải có kế hoạch, phải biết hành động, phải biết thực hiện lời hứa ha. Có một số bạn kết nối chia tay thì cái người này họ có xuất hiện trong cuộc sống của bạn hay không là do các bạn có chủ động hay không. Họ có một cái sự khoảng 60% vẫn tròn cho cơ hội, vẫn đứng chờ đó, vẫn chưa có gọi là mời gọi ai bước vào, cho nên là nếu như bạn hành động thì có thể còn kịp. Đấy là như vậy. Người này có thể họ sẽ nhớ về bạn rất là nhiều ở hiện tại ha, có nhiều ký ức ha, nhiều cái sự gọi là kỷ niệm đẹp chưa có thể quên được. Một số bạn có thể nhớ nhau hoặc là nghĩ đến nhau thông qua những giấc mơ vân vân, hoặc là có thể các bạn xuất hiện với nhau thông qua những lúc các bạn nghĩ về nhau. Người này thì có thể họ vẫn còn nghĩ đến các bạn và không biết là bạn có còn nghĩ đến họ hay không, và nếu như bạn có muốn thì bạn hành động chủ động, còn không thì thôi, người này họ cũng sẽ không hành động chủ động gì đâu. Coi như quá khứ, nhưng mà có thể trong giai đoạn nửa đầu tháng 8 họ có thể là hay nghĩ đến các bạn rất là nhiều ha. Những bạn cái nói chia tay á. Hoặc là những bạn yêu nhau có thể người này họ đang mong chờ cái chuyến đi, cái sự gặp gỡ giữa hai người ha. Hoặc là ra mắt người thân gia đình, hoặc là
họ cũng rất là muốn nói cho người thân về bạn, nhưng mà có thể họ cần ở bạn một có một cái công việc tốt hoặc là có một cuộc sống vững vàng vững chắc thì họ mới mới dám nói. Có thể bạn họ muốn bạn cho họ cảm giác an toàn, hoặc là đôi khi người này rất là muốn muốn người yêu của mình có một cái sự nghiệp tốt để có thể họ tự hào khi họ nói về mối quan hệ ha, công khai mối quan hệ kiểu vậy. Chung mà trong mối quan hệ này người này họ không có đòi hỏi gì ở các bạn, mà mình thấy họ rất là chân thành, chỉ là họ cần bạn cái sự biết như mình nói đó, biết hành động, biết tập trung sự nghiệp và biết quan tâm nhau và chân thành với nhau. Đây mình thấy có thể các bạn nam ở đây cũng rất là lãng mạn ha, rất là ga lăng, như có thể cũng như bạch mã hoàng tử commitment. Có một số bạn có thể các bạn sẽ muốn tiến đến cái giai đoạn cam kết với nhau, hoặc khi các bạn nhìn nhau có thể là bạn cũng có rất là nhiều những cái sự quen thuộc, có thể một số bạn là người yêu kiếp trước tìm về, hoặc các bạn đang tìm kiếm một cái người có thể cam kết lâu dài, cho nên các bạn có những cái tiêu chuẩn hơi đặc biệt một chút. Hoặc là trong mối quan hệ này hai người có những lời hứa với nhau, hoặc là khi nói chuyện về nhau thường hai người đừng nhắc đến cái sự cam kết, có thể hay hay bàn trước, mặc dù có thể là tình yêu nó mới 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 phát triển, nhưng mà có thể là bạn hay bàn tới câu chuyện kết hôn vân vân, mà các bạn rất là mong muốn được cam kết gặp được cái người xứng đáng để có thể tiến đến hôn nhân. Các bạn là soulmate, là linh hồn tri kỷ của nhau. Hai bạn đến với nhau giúp cho nhau có một cái sự gọi là tỉnh táo, hoặc là có sự trưởng thành, hoặc là có thể hai người giúp cho nhau trưởng thành về mặt tinh thần á. Hai bạn có thể là những người có thể cùng đạo, hoặc là có những cái sự biết tu tập hướng thiện. Hoặc là hai người đến cho nhau những bài học để giúp cho nhau trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn, biết đạt đến cái đỉnh cao cuộc sống của mình, biết nhìn xa trông rộng hơn. Và có thể hai bạn cảm thấy đôi mắt của đối phương rất là đặc biệt. Và có thể người này họ đến các bạn là do các bạn thu hút, đặc biệt các bạn nữ thu hút đó. Ở đây mình thấy các bạn nữ đã đạt ở mức độ trưởng thành rất là cao rồi ha, là một người có thể giỏi trong việc viết sách, viết lách, hoặc là một người thường hay làm việc đêm khuya, là một người rất là sáng láng, là một người rất là trí tuệ, có kiến thức, có sự thông thái, có sự tao nhã, và cũng được ơn trên giúp đỡ cho cái công việc của mình, thích đọc sách nghiên cứu, hoặc là họ giống như một cuốn bánh khoa toàn thư, cái gì họ cũng biết hết. Đây là bạn nữ, các bạn nam nhưng mình thấy bạn nữ nhiều hơn. Hoặc có thể các bạn truyền cảm hứng cho nhau để hai bên có nhiều ý tưởng trong công việc. Và ở đây mình thấy các bạn muốn có một cái tình yêu đẹp, các bạn nên có một sự yêu bản thân mình trước ha, tôn trọng giá trị của mình, biết nâng cấp phát triển bản thân của mình, thì các bạn mới có được một cái tình yêu được người khác trân trọng và có sự gọi là chân thành. Bạn yêu bản thân bạn bao nhiêu thì người đó họ sẽ yêu bạn như vậy ha. Còn các bạn không biết bản thân, không biết phát triển bản thân, các bạn có một sự chạy đuổi theo người đó, bạn có sự bi lụy, không tập trung vào sự nghiệp của mình mà cứ tập trung vào tình yêu, thì rất là khó để người ta có thể yêu các bạn được. Bởi vì bạn muốn một người tốt đẹp thì bản thân bạn phải tốt đẹp cái đã. Rồi để mình xem charm cho các bạn. Thì như mình nói có một số bạn là có. Nhưng mà cũng nên kỹ càng kỹ lưỡng trong việc tìm hiểu để tránh gọi là như mình nói đó. Quen mà không đúng tiêu chuẩn của mình thì các bạn rất là dễ chán, dễ nản. Một số bạn sẽ chọn không yêu ai hết. Khi mà bạn chưa tìm được đúng người, các bạn sẽ có sự yêu bản thân mình, chăm sóc bản thân của mình. Đây mình thấy có thể là một số bạn rất là thích sử dụng bài, có thể là bài tarot, hoặc là có thể các bạn cảm thấy quen nhau trong mối quan hệ này giống như một cái ván bài vậy đó kiểu vậy, có sự ăn hên xui may rủi ha. Có một số bạn nhắm mắt đưa chân quan đại, không biết tới đâu nhưng mà kệ quan đại kiểu vậy thì nguy hiểm lắm nha, cái kiểu quan đại này nguy hiểm, đặc biệt các bạn phải chọn lựa kỹ lưỡng.
để không thôi là quen lúc đầu có thể rất là đẹp đẽ, nhưng mà sau đó có rất là nhiều cái vấn đề xảy ra, và cái người có một trong hai người, có thể đặc biệt cái người nào mà bị lụy nhiều nhất thì cái người đó rất là đau khổ, cho nên đừng có chọn đại chọn đùa, hay kỹ lưỡng trong quan hệ yêu đương để tránh có những cái kết quả hậu quả hối tiếc. Một số bạn rất là khéo tay hay làm, hoặc rất là thích những cái món đồ nó có sự điêu khắc tỉ mỉ nè. Ngoài ra mình thấy có thể một số bạn là người nổi tiếng, hoặc là các bạn rất là thích ngắm trăng sao ha. Các bạn có thể cũng rất thích đeo charm, hoặc các bạn là những người yêu cái sự tỉ mỉ chi tiết. Một số bạn rất là thích dâu ha. Hoặc là có thể trong mắt các bạn nam bạn nữ ngọt ngào đẹp đẽ như một trái dâu tây vậy đó. Và tình yêu này hơi vội nè, hơi nhanh, có thể chưa mới được có mấy ngày đã bàn đến câu chuyện kết hôn kiểu vậy, cho nên từ từ xem coi cái người đó nói họ có làm được hay không, chứ các bạn đừng có nghe kiểu mật ngọt chích ruồi, các bạn cứ xem coi cách hành động của họ, cách hành xử của họ ra sao, từ từ nha, đừng có vội. Ở đây thì mình thấy có thể là cái tình yêu này vội quá mà không có được xây dựng theo một cái căn bản trong tình cảm, theo cái nền tảng vững chắc thì rất là dễ bị gió cát cuốn đi, giống như kiểu lâu đài cát nè. Xây dựng mà thiếu nền tảng, ví dụ như các bạn yêu mà các bạn không lo cho sự nghiệp nha, bạn nam yêu như cái người nam họ nói yêu nhiều nhưng mà họ lại không phấn đấu, họ luôn có sự mơ mộng về một tương lai tươi sáng vẻ vời nhưng mà lại không biết gọi là cố gắng làm việc để xây dựng được cái tương lai đó, thì cái giấc mơ ảo mộng này sẽ bị vùi lấp. Và cái người nữ ở đây rất là chi tiết, rất là thực tế nữa, cho nên là cái mối quan hệ này từ từ, đừng có vội vàng, đặc biệt các bạn nữ ở đây phải xem thực tế chứ đừng có nghe lời nói phiến diện. Ở đây thì có thể như mình nói, phải chậm, càng chậm thì càng chắc, hoặc càng chậm thì tình yêu nó càng bay cao nha. Hoặc là càng chậm thì bạn sẽ càng nhìn thấy mọi thứ một cái góc độ nó rộng lớn hơn nha. Hoặc là bạn biết được nhiều việc của đối tượng của các bạn hơn, bạn sẽ biết được họ với bạn có hợp với nhau hay không. Một trong hai người rất là thích đờn guitar hoặc là biết đờn guitar ha, có thể bạn nam là nhiều, rất là yêu âm nhạc. Có thể bạn nữ cũng rất là thích làm nail hoặc là chăm sóc da móng tóc của mình đó, là người rất là yêu chuộng cái đẹp. Một số bạn có thể các bạn ở gần bệnh viện nha, hoặc là một số bạn làm trong lĩnh vực chữa lành về sức khỏe tinh thần thể chất. Ở đây có thể các bạn nữ rất là dễ thương trong mắt các bạn nam này, hoặc là một trong hai người có con riêng là con gái, hoặc các bạn rất là thích có đứa con gái đầu lòng. Số bạn ở đây các bạn cũng là một người rất là thích ăn uống như mình nói, hoặc biết nấu ăn, thích nấu ăn. Cung hoàng đạo nổi bật cho các bạn hay là của bạn hoặc của người đó, bạch dương, song ngư, cự giải, nhân mã, bảo bình, chim ngưu, chữ cái trong tên. Giờ hoặc đờ, J, H, L, E, S, Z, G, G, A, W và B. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn. Hi, xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi có ai bước đến yêu bạn vào giai đoạn nửa đầu tháng 8 này hay không. Và đây nhận ra bài chung men nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những người rất là thông minh, có kiến thức và là những người sống luôn có trách nhiệm, là một người có một sự gọi là biết phân định lẽ phải, cũng như là một người tin vào luật nhân quả nha, là những người rất là chung thủy trong tình yêu luôn. Đây dạo gần đây có thể các bạn đang có một sự một mình, có thể là bạn sẽ tập trung vào sự nghiệp của mình, lên kế hoạch cho tương lai, đầu tư về tài chính một cách khôn khéo chẳng hạn. Các bạn là những người kiểu đang muốn tìm kiếm thêm những cơ hội gia tăng thu nhập nữa. Các bạn là người cũng khá là hài hước, hớn hở và vui vẻ.
Dạo gần đây có thể là tài chính của bạn nó có sự hơi đi xuống, cho nên là các bạn sẽ nghiêng về tiền bạc nhiều hơn ha. Ở đây thì mình thấy một số bạn cũng đang có những vấn đề pháp lý giấy tờ hồ sơ gì đó cần phải giải quyết. Và các bạn á, có thể cũng không có thích những cái mối quan hệ mà có sự như tình tay ba, bắt cá nhiều tay, hoặc là có thể các bạn là những người đang tìm kiếm một cái người phù hợp nhất với mình. Và trong cái giai đoạn tìm kiếm đó thì bạn sẽ tìm kiếm tiền trước. Một số bạn ở đây thì có thể bạn có rất là nhiều lựa chọn trong tình yêu, nhưng mà mình thấy các bạn chọn một cái người có thể giống bạn, hoặc có cái tầm nhìn giống như bạn, có thể là một người có suy nghĩ hoặc có sự thông thái, hoặc có một cái kiến thức, có một cái sự phát triển ở mặt tâm thức giống như bạn kia vậy. Các bạn là những người linh hồn cổ, các bạn là những người luôn có khả năng có trực giác, biết phấn đấu cho cuộc sống, biết mình muốn gì cần gì ha. Và đồng thời các bạn cũng rất là khiêm tốn và khiêm nhường. Rồi để mình xem coi đó, chứ những bạn mang năng lượng nữ xem trả bài thì có ai đến yêu bạn vào giai đoạn nửa đầu tháng 8 này hay không? Thì các bạn nữ xem trả bài, các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem trả bài, các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha. Giai đoạn nửa đầu tháng 8 này á, thì mình thấy một số bạn chọn luôn tụ 2 với tụ 3. Có nhiều bạn nữ ở đây các bạn chưa gặp được người phù hợp, thì mình thấy có thể là bạn sẽ dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, học hỏi phát triển bản thân của mình, nỗ lực cố gắng trong cuộc sống hơn để có thể đạt được những cái thành công, những cái sự thăng tiến nha. Ở đây mình thấy cũng có đối tượng, nhưng mà có thể là bạn cũng có một cái sự kiểu xây hàng rào, hoặc là bạn có thể cũng có những cái bài học, những cái thử thách gì đó cho người này, để xem người này có hành động có xứng đáng cho bạn đầu tư tình yêu hay không, hoặc bạn sẽ có sự tìm hiểu sang cái người này có thực sự đến với bạn về tình cảm hay là một cái lý do nào khác như là tình ái chẳng hạn. Cái người này họ bị thu hút, họ bị tương tư các bạn, họ có thể có sự mê đắm các bạn, có thể họ với bạn gặp nhau qua một cái trang mạng cộng đồng, hoặc là gặp nhau qua một cái buổi học. Hoặc là có thể các bạn là đồng nghiệp hay gì đó của nhau. Và ngoài ra thì có thể người này cũng có kiến thức, họ làm trong lĩnh vực giáo dục hoặc họ có đạo. Họ là người cũng rất là thích tu tập rồi đó. Nhưng mà mình thấy người này họ có một cái sự nghiện ngập gì đó. Có thể họ nghiện công việc, hoặc là họ là một người thích nghiên cứu những cái kiến thức mới, những kinh nghiệm mới trong cuộc sống. Và là một người sống hơi kiểu tách bạch với người khác ha, người sống theo kiểu cổ điển đó. Ngoài ra mình thấy có thể cuộc sống họ cũng có nhiều thử thách gian nan, hoặc là trong tình yêu người này cũng khá là lận đận, cho nên hoặc là cái người này mình thấy có thể họ đã từng trải qua một cái giai đoạn chưa có trưởng thành, nhưng mà có thể thông qua những cái giai đoạn đó người này họ có sự bứt phá, quyết tâm để có thể giải phóng bản thân của mình ra khỏi những sự tiêu cực và trưởng thành hơn, học hỏi nhiều hơn, nâng cấp nhiều hơn, họ có tiếng nói trong cộng đồng, hỗ trợ giúp đỡ mọi người và họ cũng giành được chiến thắng thành tựu. Người này cũng khiêm tốn và khiêm nhường ha. Và họ có thể là tuổi trẻ tài cao, hoặc họ là một người có kiến thức rất sâu và dày, trải nghiệm rất là nhiều điều à. Người này có thể cũng có cái khiếu hài hước đó. Họ biết đấu tranh cho những gì họ muốn ha. Một số bạn có thể chưa gặp mặt được nhau đâu, để quen qua mạng. Tuy nhiên thì mình thấy có nhiều đối tượng, cho nên các bạn nữ sẽ phải có một sự xem coi nên chọn lựa ai, nên tìm hiểu kỹ lưỡng là bạn bè trước, chứ đừng có vội vã. Các bạn cần phải xem cái mục tiêu, mục đích của những người này là gì, bởi vì có những người đến với bạn là vì tình ái nhiều ha, vì mê đắm mê muội bởi cái vẻ đẹp khí chất, hoặc là cái sự quyến rũ cuốn hút, cái sự bí ẩn của các bạn á. Một số bạn ở đây khi mà tìm hiểu đối tượng cũng cẩn thận, có những cái người họ lấy hình người khác lên để họ lừa, hoặc là có thể có những cái người họ quen để chiếm đoạt, hoặc là để bắt cóc gì đó, cho nên hãy tỉnh táo ha. Người này có thể họ cũng rất là thích đá tinh thể,
là cả đá quý rồi đó. Đây là một người có khả năng dự đoán tương lai, hoặc là có khả năng tiên liệu mọi thứ, và họ rất là thích màu đỏ. Và có thể họ cũng rất là thích hoa bồ công anh đó. Người này thích màu tím nữa nè. Có thể là tuổi như rắn à. Hoặc là như mình nói, coi chừng rắn cũng tượng trưng cho những cái sự gọi là đê mê, hoặc là những cái cám dỗ, cạm bẫy, cho nên cẩn thận. Hoặc là cái người này ăn nói rất là khôn khéo, rất là biết lấy lòng người khác. Ở đây cũng là một người biết tỏ ánh sáng mặt trời, hoặc rất là tích cực, hoặc là có thể cái khuôn mặt, cái vẻ bề ngoài của người này nhìn rất là sáng ha. Ở đây có một số bạn các bạn đã quen rồi, hoặc là từ tình bạn, họ người này họ muốn nhảy lên tình yêu, hoặc là cờ rớt muốn nhảy lên tình yêu. Ở đây như mình nói đó, có khoảng 7% một số bạn là hết sức cẩn thận, có những người cao chạy xa bay đó khi mà đạt được ý đồ rồi đó. À, hoặc có những người thầm thương trộm nhớ các bạn đã lâu rồi, muốn tiến đến các bạn. Và có nhiều đêm mất ngủ vì các bạn. Họ rất là khát khao được hẹn hò, được ngọt ngào, ân cần. Hoặc là một số bạn thì có thể là đang yêu cái đối tượng này. Ở đây thì mình thấy có thể bạn nào mà đang yêu thì coi chừng người yêu của bạn hiểu lầm các bạn có quen người nào khác đó nha. Họ có sự nghi ngờ, hoặc là một số bạn đang yêu một ai đó mới quen, tìm hiểu kỹ lưỡng để tránh gặp phải những cái người họ không có thật tình với mình. Có thể có những người bắt cá nhiều tay, cho nên là đừng vội vã ha, đừng vội vã yêu. Ở đây thì mình thấy tình yêu chân thành chỉ có 20%, còn bao nhiêu đó, bao nhiêu á thì toàn là những cái tình yêu vì tình dục là nhiều ha, hoặc là lừa đảo lợi dụng về tiền bạc. Cao chạy xa bay, có thể người này họ sẽ tỏ ra họ là người giàu có tiền ha, và phô bày cho các bạn rất là nhiều cái sự xa hoa lộng lẫy để bạn có thể bị chìm đắm trong cái giấc mơ ảo tưởng của họ. Rồi họ muốn thực hiện hành vi của mình để chiếm đoạt kiểu vậy, cho nên là giai đoạn tháng nửa đầu tháng 8 này là các bạn cẩn thận. Đối với những người bạn quen mà bạn chưa hiểu về họ thì bạn đừng có nghe lời của họ quá nhiều, nghe lời mật ngọt quá nhiều, mà hãy xem cách hành xử, cách thực hiện lời hứa, để ý lời ăn tiếng nói của họ xem có trùng khớp hoặc là có đúng hay không, có thực hiện lời hứa hay không, để tránh đêm dài lắm mộng. Ở đây thì mình thấy có thể có một số bạn là có người cũ tìm về, người này cũng còn khá nhiều cảm xúc, nhưng mà họ cũng phân vân là không biết có nên kết nối lại hay không. Nhưng mà cái người này có thể họ hối hận, hối tiếc, họ có nhiều đêm mất ngủ cho nên họ chịu không nổi, có thể là họ sẽ tìm cách liên hệ các bạn, muốn kết nối lại. Nhưng mà các bạn cần phải tìm hiểu xem, để xem người này họ có thay đổi, hoặc là họ có tại sao hai người lại là người cũ với nhau, cái vấn đề hai bạn là gì, và cái người này có giải quyết được hay không. Đôi khi có những người họ họ muốn trở về với bạn chỉ vì muốn được thỏa mãn nha, và không muốn giải quyết gì hết, hoặc là trở về nhanh và rời đi cũng nhanh, cho nên là các bạn cũng đừng quá kiểu hy vọng, mà hãy cân nhắc kỹ lưỡng, lùi lùi lại một bước để xem xét như thế nào, bởi vì cái người quyết định hạnh phúc cho chính bạn đó là bạn nha. Rồi để mình xem coi đối với những bạn nam xem trải bài thì có ai bước đến yêu bạn vào giai đoạn nửa đầu tháng 8 hay không. Người này có thể họ là một người rất là thích trang trí nhà cửa, hoặc họ có thể là đang trong quá trình xây dựng nhà cửa, hoặc là đây là một người rất là mong muốn mình có nhà có cửa, muốn có một cuộc tình yêu hôn nhân hạnh phúc. Hoặc là cái người này có thể 10% đã ly dị chẳng hạn, hoặc có những cái sự tổn thương trong tình yêu rồi. Họ đang trong cái quá trình của sự chữa lành ha, cân bằng, và có thể người này cũng là một người từ tốn, biết thấu hiểu, và là một người kiểu cũng có một cái sự phòng thủ nha, không có dễ dàng gọi là kiểu đầu tư quá mức cho một cái điều gì đó mà họ không biết, họ có sự phòng ngừa. Người này đã từng tổn thương, đau thương, đã từng bị thất bại, đã từng bị bất lực,
đã từng bị người khác dối lừa chẳng hạn. Đây là một người rất là nhanh nhẹn và có thể hơi thiếu cái sự kiên nhẫn á, nhưng mà có thể là cái yếu điểm này đã khiến cho người này họ rất là dễ thất bại là như vậy. Có thể bây giờ họ đã biết cân bằng, biết kiên nhẫn, bền bỉ hơn. Hai bạn có thể hay nhắn tin nói chuyện với nhau là nhiều. Ừ, thấy là như vậy. Người này trong cuộc sống của họ luôn dạy cho họ cái bài học kiên nhẫn, đợi chờ là hạnh phúc kiểu vậy. Người này cũng hơi nóng tính một chút. Ừ. Đây là một người cũng rất là thích trồng cây ở ngoài thiên nhiên môi trường. Người này mình thấy có thể là họ là một người cũng có một cái địa vị, chức vị gì đó cao trong sự nghiệp chẳng hạn. Và họ là một người có rất là yêu cái màu bạc ha, hoặc họ thích đeo bạc. Đây là một người có thể cũng rất là thích đá tinh thể, đá quý, hoặc là cũng là một người đầy lửa, đam mê, nhiệt tình, hoặc là hơi nóng tính. Ừ. Người này có thể là họ là một người cũng có kiến thức hoặc làm trong lĩnh vực giáo dục. Ừ. Hoặc là có thể cũng đang học hỏi một cái gì đó mới, có sự mày mò, ham học hỏi ha, cố gắng. Họ cũng rất là thích đá mặt trăng. Hoặc có thể người này họ sinh vào cái giai đoạn mùa trăng tròn, hoặc họ rất là thích trăng. Và cái người này có thể họ rất là kỹ lưỡng trong cái việc gọi là chăm sóc cho cơ thể của mình. Thấy người này có một cái đặc điểm gì đó, có thể là tắm hơi lâu hoặc là rất là kỹ lưỡng, nè, cẩn thận. Người này cũng có nhiều nỗi sợ, nỗi lo ha. Hoặc là họ cũng hơi bí ẩn, họ có sự sống nội tâm và che giấu cảm xúc, họ che giấu những cái nỗi buồn của họ, họ không có để lộ ra bên ngoài. Vào những cái giai đoạn mặt chu kỳ mặt trăng, người này hay có những bất ổn về mặt tâm lý hoặc là lo sợ tinh thần, có sự gọi là ám ảnh về những vấn đề cũ. Và ngoài ra thì mình thấy có thể là cái người này dolphin, là họ có thể là họ cũng rất là thích cá heo. Người này mình thấy có thể là trong cái mối quan hệ này á, mình thấy người này họ đo họ có tiêu chuẩn cao nha. Họ là một người có khả năng làm ra tài chính rất là tốt, có yêu cầu về tình yêu tiêu chuẩn, như là họ cần một cái người có công việc làm tốt đẹp, lo làm ăn, kiên nhẫn, kiên trì và biết thực hiện lời hứa nha, biết hành động và không có muốn những cái người thích sự trốn tránh, không biết giải quyết vấn đề. Nếu là như vậy thì có thể lúc đầu người này họ cũng có sự nghĩ bạn là một người rất là tươi sáng, tích cực, hoặc là có thể họ đánh giá cao bạn cũng là một người mang cái nguồn ấm áp, nguồn cảm hứng, hoặc là bạn rất là đặc biệt ha. Và đồng thời có thể cái người này mình thấy có thể là họ muốn làm rõ mọi thứ về các bạn trước ha, và họ cũng chuyên cần làm việc chăm chỉ, chứ họ không có gọi là kiểu si mê đắm đuối các bạn đâu. Họ có sự phòng thủ mà, có sự cẩn thận, bởi vì họ đã từng bị rớt hố, đã từng bị tổn thương, nên cái người này họ rất là thực tế và chi tiết. Ừ. Và họ có thể là cũng cho cơ hội nói chuyện, tìm hiểu như thế nào. Nhưng mà ở đây mình thấy khi mà bạn không có đáp ứng được những tiêu chuẩn của người này, có thể họ sẽ rời đi nha. Thì mình thấy là như vậy. Ừ. Người này họ cần cái thực tế, mà bạn cứ đem chuyện ảo tưởng hoặc là mơ mộng ra nói với người này, đem cái chuyện ánh trăng ra nói, thì cái người này không thích. Họ thích mặt trời hơn, họ thích cái gì đó gọi là thực tế rõ ràng hơn, chứ không có thích ảo mộng hoặc là mập mờ kiểu vậy. Những bạn nào mà gọi là ngắt kết nối chia tay thì mình thấy có thể là cái người này họ sẽ có sự rời đi và tập trung vào công việc của mình, bởi vì họ không nhận thấy dấu hiệu hoặc hành động hoặc bất kỳ những cái điều gì tươi sáng, hoặc là bạn có một cái sự rõ ràng thì có thể họ sẽ chọn phương thức rời đi đó. Còn nếu bạn quay về mà có thể giải quyết được vấn đề hoặc cho họ thấy được bạn có sự gọi là thay đổi hoặc có sự an toàn thì tiếp tục có thể thậm chí cho nhau một cái chuyến đi chơi du lịch với nhau. Nhưng mà người này họ sẽ xem xét và cân nhắc ha, để xem coi tình hình ra sao. Ừ, thấy là như vậy. Bạn nào mà đang yêu thì mình thấy người này họ đang trông chờ cái chuyến đi với các bạn, hoặc họ đang cũng đang làm việc chăm chỉ, nỗ lực.
À, họ cũng mong ước là bạn cũng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, thành công về tài chính để hai người có thể có một tương lai tươi sáng. Nếu như hai bạn có sự lên kế hoạch gặp gỡ nhau, đi du lịch với nhau, có thể cái người này họ đang trông chờ cái chuyến đi đó. Hoặc là họ đang sắp xếp quản lý công việc của mình thật là tốt để có thể có thời gian đi chơi các bạn. Và họ rất là muốn biết mọi vấn đề về cuộc sống của các bạn, cho nên họ rất là cần bạn chia sẻ nha. Ở đây mối quan hệ này mà họ cảm thấy như bạn có sự lạnh lùng, hoặc là bạn không quan tâm, bạn không có sự gọi là còn cảm xúc với họ nữa là họ cũng sẽ dứt khoát rời đi đó. Hiểu vậy, trong tình yêu này họ cần phải có gì đó sáng láng rõ ràng với họ ha. Họ không thích ở trong cái giai đoạn mập mờ, họ cần có một sự làm rõ hoặc là có sự giữ chữ tín. Đây mình thấy có thể hai bạn cũng khá là tương hợp với nhau về tuổi tác hoặc là về vẻ bề ngoài, hai người khá là đẹp đôi ha. Hoặc lúc đầu nhìn nhau hai người cực kỳ tương xứng hợp đôi, nhưng mà từ từ tìm hiểu chứ đừng có thấy hợp quá rồi vội vàng là coi chừng ngã ngựa này, ngã chim chứ phải ngã ngựa. Đây mình thấy có thể là các bạn đến với nhau có thể là do các bạn có sự thu hút nhau. À, trước và mình thấy khi bạn thu hút thì phải thu hút đúng cái người bạn muốn nha, chứ không phải là cái người bạn không muốn. Một số bạn trước khi các bạn thu hút được đúng người có thể bạn gặp một số người sai để kiểm tra các bạn xem các bạn có biết yêu bản thân của mình để chọn lựa đúng người hay không á. Và có thể các bạn rất là thích cầu vồng ha, hoặc là các bạn có thể là cũng có một số hy vọng trong cái mối quan hệ này. À, bạn nữ đây rất là biết tìm kiếm sự yên bình cho chính mình ha, là một người có khả năng gọi là cân bằng và có sự gọi là trưởng thành, cho nên là không có dễ dàng gọi là bị lao vào tình yêu một cách mãnh liệt và đam mê đâu. Đây một số bạn nữ có khả năng là các bạn là những người có nguồn năng lượng nữ thần thánh, nhẹ nhàng, chu đáo, ân cần và biết suy nghĩ và biết yêu bản thương bản thân của mình, chăm sóc bản thân của mình khá là tốt và xinh đẹp quyến rũ. Và mình thấy các bạn được khuyến khích hãy có sự chăm sóc bản thân của các bạn, yêu thương bản thân của bạn giống như cha như mẹ vậy đó. Bạn yêu bản thân của bạn, bạn biết cái gì phù hợp với mình, bạn biết từ chối những gì không đúng tiêu chuẩn của mình, đó chính là các bạn yêu bản thân của mình nha. Cho nên đừng chấp nhận những gì mà nó không đúng theo cái mục tiêu các bạn, hoặc là đừng có để cho người khác có thể thao túng hoặc là bắt buộc bạn phải làm những gì bạn không thích trong mối quan hệ này như vậy. Đặc biệt các bạn nữ, bởi vì mình thấy rồi, có một số bạn là gặp phải những cái người lừa đảo, lừa tình, lừa tiền gì đó. Cho nên là bạn phải yêu bản thân của bạn để bạn có thể tránh được những cái rủi ro, những cái sự gọi là bị thao túng tâm lý, gặp những cái người kiểu như là họ ái kỷ. Coi chừng gặp một số người ái kỷ, có một sự gọi là phô bày thân thế rồi sau đó điều khiển. Một số bạn nữ ở đây có thể các bạn là những người đã trải qua, hoặc là bạn được có thể là bạn là một người có cái sứ mệnh là trải nghiệm những cái mối quan hệ để bạn từ đó rút ra kinh nghiệm. Từ đó bạn có thể chia sẻ và giúp đỡ cho những người trẻ họ biết yêu bản thân của mình đúng cách và không có bị rơi vào những cái mối quan hệ tiêu cực ha, kiểu vậy. Hoặc các bạn là những người sống có mục tiêu, có mục đích, có lý tưởng sống. Có thể một số bạn nữ ở đây các bạn cảm thấy ai không hợp là các bạn có sự dứt khoát luôn, các bạn chọn yêu thương chính bản thân của mình và tập trung vào sự nghiệp của mình và mục tiêu cuộc sống của các bạn. Cho nên là có người xuất hiện thì việc của các bạn là hãy cẩn thận kỹ lưỡng tìm hiểu ha, để tránh gặp sai người, hoặc là thậm chí một số bạn sẽ chọn cái sự gọi là yêu bản thân và không muốn tiếp xúc với ai hết trong giai đoạn nửa đầu tháng 8 này. Đó là cái lựa chọn của các bạn. Giống như này nè ha, có tình yêu đến nhưng mà sẽ quan sát coi cái này là con cá thiệt hay là con cá giả. Kiểu vậy, rất là phải cần phải kỹ lưỡng và quan sát xem coi họ yêu bạn vì cái điều gì trước cái đã ha. Cung hoàng đạo nổi bật cho các bạn hay là của bạn của người đó, song tử, bảo bình, ma kết, nhân mã, sư tử, xử nữ, hoặc thậm chí có những người cũ tìm về để xem cái mục đích lý do của họ là gì nha. Chữ cái trong tên Q B W H X Y ngắn F N E. Đây mình thấy có thể là một số bạn, các bạn có nhà có cửa rồi, hoặc là bạn có khả năng là kinh doanh trong vấn đề nhà cửa. Một số bạn có thể là có người có tình yêu hoặc là đã ly dị, hoặc là coi chừng gặp phải những người đã có gia đình nha.
Và có thể các bạn đang trong quá trình biến đổi để trở nên tốt hơn, trưởng thành hơn, đẹp đẽ hơn, thành công hơn. Và có thể là các bạn cũng là một người hơi đa nghi, hoặc là các bạn rất là thích ngắm trăng, hoặc các bạn hay bị ảnh hưởng bởi chu kỳ mặt trăng, hơi có những cái sự gọi lo lắng, hoặc các bạn cũng là một người có nhiều ý tưởng ha, độc lạ. Ngoài ra các bạn là một người có một cái trái tim yêu thương thuần khiết, hoặc là bạn rất là thích trẻ con ha. Một số bạn ở đây coi chừng cái vấn đề kiểu như là có thai ngoài ý muốn, cẩn thận với những người bỏ bùa thuốc mê thôi miên trong giai đoạn này, trong giai đoạn nửa đầu tháng 8 này nha, đặc biệt những bạn trẻ hoặc bạn nào có người thân người trẻ nên nhắc nhở trong cái vấn đề hẹn hò. Giai đoạn này lý thông thì nhiều mà thạch xanh thì ít, cho nên thận trọng nha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký vào chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn.